là chẳng hạn mà ai thân với chú ấy, thì ôi dồi ôi, sáng tới sáng là chưa đi được. Đợt chú đi chơi gặp một cái bạn, nói chung là cái bạn này nói chuyện rất là vui nhá. Thì, đi ngồi ở trên xe máy cũng chở đến phượt mà đầu tiên là không nói gì cả. Thế xong lúc sau mà bạn ấy ngồi sau còn chú ngồi trước, chú đeo một cái cặp không, thế là nó ngồi sau ấy là bị vướng. Thế xong mới bảo là anh ơi dừng xe xuống, anh cầm cái cặp ra đằng trước đi. Thế là mình bỏ cái túi của mình đằng trước, đeo trước người này, còn nó ngồi đằng sau xe máy, mình ngồi trước. Nó bảo là em rét quá, đi lên núi mà trời rét là chuyện bình thường. Nó tiếp tục là nó đưa hai cái tay của nó vào cái túi áo của chú. Đầu tiên là mình cũng suy nghĩ là túi áo mày có, áo khoác mày cũng có, mày rét mày đút tay túi áo mày ấy, mắc gì mày đút tay vào túi áo tao. Nhưng mà thôi, mình là con trai, mình phải ga lăng tí, mình cứ kệ. Sao mà cái đặc biệt ở đây là cái áo của chú, cái túi áo đấy, cái áo hút đi và cái áo hút đi mà hai cái túi nó thông với nhau, hai tay của nó chạm với nhau. Thì nó hỏi là của anh, cái túi của anh nó thông nhau hả? Ừ em, đây là áo hút đi mà. Thế là nó cứ để đấy luôn. Kiểu thân thiết lắm mà. Rồi lúc sau kiểu cảm giác nó dần dần buông một tí rồi. Bắt đầu nó hỏi là anh ơi em muốn ngủ, có kể chuyện gì đi. Thế là chú kể từ chuyện người yêu cũ này, chuyện bạn thân khác giới này, chuyện bạn thân khác giới của người yêu cũ này, chuyện bố mẹ này, chuyện gia đình mình, nhưng mà cũng kể này. Xong rồi kể ra một ngày nào đấy mình thích người khác nhưng mà vẫn còn yêu người yêu cũ thì làm sao này. Ôi trời, kể trên trời dưới biển. Kể xong câu chuyện nhá, nó bảo là em sắp lại sắp buồn ngủ rồi anh ạ. Em hát cho anh một bài đi. Nó bảo là không hát được, mình hát cho nó nghe. Coi như là đi phượt mất 5 tiếng thì mình nói chuyện với nó hết 3 tiếng mẹ rồi.